thông báo quan trọng, Minh Triều bại gia tử, còn có tên là Minh Tụng. Hoàng trị 11 năm. Một buổi sáng đẹp trời. Lúc này Chu Hậu Chiếu mới trưởng thành. Lúc này Vương Thủ Nhân cùng đường bá hổ mài đao soàn soạt, chuẩn bị khoa cử. Lúc này Tiểu Băng Hà Kỳ đã tới, giá lạnh kéo dài tàn sát bừa bãi đại địa. Lúc này ở Nam Hòa Bá Phủ bên trong, địa chủ gia ngốc nhi tử, Nam Hòa Bá Đích truyền người thừa kế phương kế phiên bắt đầu hắn không thẹn không nóng phá gia nhân sinh. Quy nhóm 491966624 viết độc giả nhóm, cần nghiệm chứng phan giá trị. 623443904 từ then chốt của tiểu thuyết. Minh Triều Bại Gia Tử Vô Đạn Cửa Sổ, Minh Triều Bại Gia Tử TXT Toàn Tập Đao Loa, Minh Triều Bại Gia Tử Chương Mới Nhất Đọc. Chương 1 Không cần từ bỏ trị liệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một đừng từ bỏ trị liệu phương kế phiên dụi dụi mắt mờ mịt nhìn mạng đỏ sổ đỏ trước mắt xa xa là đồ dùng trong nhà như huyển cầm án tử đàn viên trước màn che là một tên áo xanh mũ nhỏ đang nhìn chằm chằm hắn sau đó tên này lộ ra khuôn mặt tươi cười rất đáng đánh trong nụ cười mang theo nịnh nọt buồn nôn thiếu gia tỉnh rồi phương kế phiên trong lòng lập bộp một chút đây là xuyên việt a bởi vì hắn rõ ràng nghe ra cái này áo xanh mũ nhỏ người nói chính là Phượng Dương Tiến địa phương, là minh sử chuyên gia, phương kế phiên trăm phần trăm có thể tin tưởng, nơi này bày biện, còn có cái này mặc danh kỳ diệu nam tử, tại thời đại của mình, cho dù là đại thủ bút điện ảnh và truyền hình đầu tư, cũng là tuyệt không có khả năng bày ra như vậy tràn diện. Không có hoảng sợ cùng kinh hãi phương kế phiên trong lòng lại mơ hồ có một chút kích động, làm nhiều năm như vậy học vấn, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn trọng cổ nhân cổ nhân a à, nhìn cái này cười đến có chút đê tiện gia hỏa phương kế phiên không khỏi nghĩ đây chính là cổ nhân phương kế phiên thấy được trên mặt tường một bức tranh chữ là khoản đề bút là đại minh chính thống năm một cái thư pháp gia mà dựa vào giường chế thức của huyển cầm án kia cũng khiến cho phương kế phiên chú ý đây là phong cách của minh triều sau hoàng trị triều liền không quá thịnh hành huyển cầm án giống như là chế độ mới suy tính như thế đây hẳn là năm hoàng trị không thể nghi ngờ người áo xanh mũ nhỏ gật đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm phương kế phiên lấy được xác định phương kế phiên mãnh liệt tự trên giường ngồi dậy vỗ đùi ngữ mang hưng phấn mà nói ninh vương còn ở phía bắc còn có tiểu vương tử phản loạn phía nam thủ công dệt nghiệp đã bắt đầu hưng phấn đi phương kế phiên rất kích động đây là một thời đại tốt a nằm nhi đại trượng phu làm học vấn nghiên cứu lịch sử chung quy không khỏi có quá nhiều tiếc nuối, cả đời trước không có tiền đồ gì lớn, không thể tưởng được trốt cục tới địa phương có đất dụng võ. Phương kế phiên nhìn không được muốn cười, bởi vì tại thư viện công tác, vả lại nghiên cứu vẫn là minh sử, chẳng những minh sử chính mình hiểu rõ rất sâu, chính là về thời đại này địa phương chí, chính mình cũng rõ như lòng bàn tay, nói một câu khó nghe, chính là cái nào trong huyện mấy tháng mấy ngày ra mấy cái đạo tặc, chính mình trí nhớ kinh người cũng đều có thể có ấn tượng. Đời trước, dù sao cũng là cơ khổ không nơi nương tựa, đi tới thời đại này, tựa hồ cũng không xấu. Phương kế phiên ngay cả chính mình cũng bội phục trái tim của mình. Rất lớn. Sắc mặt tên mũ nhỏ áo xanh thay đổi, rất chần chờ nói. Thiếu gia. Ngài. Ngài nói. Rất có triển vọng. Đúng vậy. Phương kế phiên lấy lại tinh thần, chính mình là một thiếu gia, như vậy người này không phải thư đồng chính là tùy tùng, hắn hưng phấn còn chưa qua, vẻ mặt hăng hái bừng bừng nói. Nam Nhi đại trượng phu trên đời, tự nhiên đề tên bản vàng, kiến công lập nghiệp. Nói đến đây, sắc mặt người áo xanh mũ nhỏ liền từ nghi hoặc chuyển thành bi thương, hắn kêu to. Thiếu gia. Thiếu gia. Lại phát bệnh rồi. Đến. Người đâu? Phương kế phiên cả kinh, đây là. Chuyện gì xảy ra? Ba. Cứ đột nhiên bị mấy hán tử cường tráng đẩy ra thoạt nhìn mỗi người như lan như hổ bên ngoài ánh mặt trời cũng theo đó chiếu vào mà những này khôi ngô thân thể lại che đậy dư thừa ánh sáng sau đó một người hơi run rẩy mặt nho sam để râu dê dáng dấp tiên sinh lưng đeo một hòm thuốc bước nhanh vào kích động nói thiếu gia bệnh của thiếu gia lại tái phát nhanh nhanh châm cứu ra lệnh một tiếng mấy hán tử cường tráng kia đánh tới, lập tức khống chế phương kế phiên. Phương kế phiên đồng tử co rút lại, NMGB, trong lòng hắn mắng to, bởi vì hắn nhìn thấy lão tiên sinh kia đã từ trong rương lấy ra một tất dài ngân châm, một mặt vô cùng đau đớn dáng vẻ, hướng về kế phiên nói. Thiếu gia mắc bệnh chính là bệnh não, nhất thiết không thể giấu bệnh sợ thầy thuốc, đến đây, chớ sợ, chớ sợ. Đâm một mũi là tốt rồi phương kế phiên hoảng sợ đến cầm cũng muốn rớt xuống. Ta! Ta không có bệnh. Đại phu một bên chăm cứu, một mặt trung đùi đắc ý nói. Không sai, dĩ vãng lúc phát bệnh liền triệu chứng này, thiếu gia, nhìn một chút, lão phu chăm cứu phương pháp này là tổ truyền xuống, có bệnh chữa bệnh, không bệnh còn có thể tập thể hình, thiếu gia, ngươi nằm vững. À, theo tiếng trung như dết heo, nửa ngày sau, phương kế phiên không có tiếng vang tay chân đều bị người khống chế được mà lão tiên sinh kia đâu đúng là trực tiếp đem ngân châm đâm vào gáy của hắn phương kế phiên không kêu cũng là sợ tới mức cắn răng không dám nhúc nhích sợ vừa động vì lão tiên sinh này châm liền bị đâm lệch quan trọng nhất là mình từ nhỏ đã sợ tim một cây châm dài như vậy đâm vào đầu đây không phải là chữa bệnh đây là mưu sát a à, đại gia ngươi châm còn chưa lấy ra lão tiên sinh lại nắm râu lắc đầu thở dài nói kẻ não tàn không có thuốc chữa, lão phu cũng chỉ là ấn theo phương thuốc cổ, tạm thời khống chế bệnh tình, có thể khỏi hẳn hay không, liền xem vận khí của thiếu gia. Tên áo xanh mũ nhỏ kia thì trốn ở bên giường thấp giọng nức nở nói. Thiếu gia, thiếu gia, phương đại phu là danh y bá gia mời tới, ngươi đừng sợ, chăm mấy tháng là khỏi rồi, bá gia viết sách về nhà phân phó qua, bệnh của thiếu gia chỉ cần có thể khỏi, vô luận dùng biện pháp gì. Tóm lại, vạn vạn không thể kiên kỵ bệnh tật. Thiếu gia là con trai độc nhất của bá gia, thiếu gia nhìn một chút. Nhìn một chút. Phương kế phiên sắc mặt tái nhợt, chỉ là nơm nớp lo sợ. Giữa trưa. Ngoài cửa sổ cảnh trí dễ chịu, nhưng phương kế phiên không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc. Đây đã là phương kế phiên đi tới thế giới này ngày thứ 27, đương nhiên, hắn đã không biết bị đâm bao nhiêu châm, mỗi một lần châm, đối phương kế phiên mà nói, đều là quỷ môn quan bên trong đi một lần. Một cái cổ đại danh y, đem ngân châm đâm vào sau đầu của ngươi, còn muốn hơi hơi khuấy động một phen, phương kế phiên đến nay hồi tưởng, liền cả người run rẩy. 27 ngày, đủ để phương kế phiên hiểu rõ tất cả. Chủ nhân ban đầu của thân thể này chính là con trai độc nhất của Đại Minh Nam và bá Phương Cảnh Long. Bá tước thế tập phương gia này chính là kiếm được trong chiến dịch tỉnh nạn, các tổ tiên đi theo Yến Vương Chu Lệ từ Long, từ Bắc Bình thành đánh tới Nam Kinh, Chu Lệ coi như phúc hậu, vung tay lên, liền cho một bát cơm sắt. Chủ nhân của thân thể này. Được rồi, khó trách mình chỉ nói một câu nam tử hán đại trượng phu muốn như thế nào như thế nào liền bị cho là não tàn, bởi vì thằng nhãi này là mười phần cặn bã bại hoại, trong kinh thành lớn nhất ác thiếu, bại gia tử trong bại gia tử, có thể nói ác quán mãn doanh. Trước đó vài ngày, tên này bị bệnh, vì vậy mới mời danh y đến xem nghĩ đến là bởi vì tinh thần xảy ra vấn đề, vẫn luôn không có buông tha trị liệu, phương kế phiên xuyên qua về sau, sở dĩ làm cho người ta lầm tưởng bệnh còn không có tốt, là bởi vì mình cùng trước kia cái kia phá gia tử tính cách khác nhau, kết quả là Thật ngu ngốc Phương kế phiên tự kiểm điểm lại bản thân, mình vẫn còn quá trẻ a à, mới đến, lại cùng người ta nói cái gì kiến công lập nghiệp, vì nước vì dân các loại lời nói, đây là tìm đánh. Một tên bại gia tử ác quán mãn doanh, hành vi cử chỉ khác thường như thế ở trong mắt người khác không phải bệnh thần kinh là cái gì được rồi vì buông tha trị liệu mình nhất định phải so với phương kế phiên trước kia còn muốn phương kế phiên hơn lúc này cửa phòng ngủ đã mở ra một tiểu nha đầu khuôn mặt xinh đẹp đi vào gót chân sau đi tới chính là tùy tùng của phương kế phiên chính là tên áo xanh mũ nhỏ kia tên là đặng kiện một ngày mới lại bắt đầu phương kế phiên hít sâu một hơi này hơn hai mươi ngày, hắn đã thăm dò quy luật, cũng đại khái hiểu rõ gia tộc này bối cảnh. tự nhiên, đối với nguyên lai phương kế phiên cũng đã sớm hiểu rõ triệt để để. tiểu nha đầu đến trước giường, hành lễ. thiếu gia, dậy rồi. phương kế phiên dương mắt lộ ra bộ dáng không kiên nhẫn, trong lòng hắn động viên chính mình. phá gia tử, phá gia tử, anh em chính là phá gia tử, không thể lộ dấu vết. phương kế phiên hung dữ nói giờ nào rồi? Mới sáng sớm, quỷ kêu cái gì? Tiểu nha đầu sợ tới mức khuôn mặt tươi cười hơi mất tự nhiên. Trời! Mặt trời lên cao rồi. Mới ba gậy. Phương kế phiên nghe răng. Thiếu gia, ta là người ba gậy mới dậy sao? Ngủ thêm một canh giờ nữa. Áo xanh mũ nhỏ đặng kiện bước lên phía trước, cúi đầu không lưng nói. Thiếu gia, là quá sớm, nhưng tiểu nhân sợ thiếu gia đói bụng được rồi được rồi phương kế phiên đành phải xoay người đứng lên thay quần áo dưới sự hầu hạ của tiểu nha đầu đặng kiện ở một bên cười đê tiện nói thiếu gia anh minh thiếu gia thần võ bản sắc thiếu gia không thay đổi tiểu nhân bội phục sát đất sát đất đi chết đi phương kế phiên nhấc chân một cước đem đặng kiện đá ngã nổi giận đùng đùng nói thiếu gia ngoại trừ anh tuấn tiêu sái ra không có gì lớn ngươi dám nói anh minh thần võ anh minh thần võ có thể làm cơm ăn đồ giống như chó đặng kiện lăn một vòng trên mặt đất thất thanh khóc trống phương kế phiên trong lòng cả kinh như thế nào chẳng lẽ là vừa rồi đạp nặng tội lỗi tội lỗi thật sự rất xin lỗi chỉ là ai anh em cũng rất khó xử a à, bản thiếu gia nếu hào hoa phong nhã còn như thế nào buông tha trị liệu Ai ngờ sau một khắc, đặng kiện xoay người, cũng ngẩng đầu, kích động nói. Bệnh của thiếu gia trốt cục tốt hơn một chút, tiểu nhân. Tiểu nhân. Thật cao hứng cho thiếu gia, tiểu nhân là vui mừng mà khóc, vui mừng mà khóc a à. Hả? Phương kế phiên ngay ra như phỏng, như vậy cũng được. Hết chương này. Chương 2 Ta là bại gia tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Tôi là kẻ bại gia tử dưới sự hầu hạ của Tiểu Hương Hương, Phương kế phiên xúc miệng, vừa mới ăn sáng xong, vị danh y kia đã tới. Đại phu mặt đầy hồng quang, mặt lộ ra sắc mặt, nghe nói thiếu gia bệnh não càng lúc càng tốt, trong phủ trên dưới đều gọi hắn là thần y, trong miệng hắn mặc dù khiêm tốn, trong lòng lại vui như nở hoa. Theo thường lệ lưng đeo hòm thuốc, mỉm cười chào Phương kế phiên. Bái kiến Phương công tử, khí sắc Phương công tử tốt hơn nhiều. Học sinh bắt mạch cho công tử trước đi. Phương kế phiên đối với vị đại phu này có chút bản năng sợ hãi, nghĩ lại, liền lỗ mũi hướng lên trời nhìn hắn, vẫn chân nói. Bản công tử đã tốt rồi, đem mạch gì, lão cẩu ngươi, cút sang một bên. Ha ha. Ha ha. Đại phu cười gượng, thân là thầy thuốc, bị người ta mắng là lão cẩu, đúng là chuyện nhục nhã, nhưng mặc dù có chút không thoải mái, đại phu vẫn lộ ra nụ cười vui mừng cảm khái nói đúng vậy bệnh của công tử quả nhiên là tốt rồi lão hữu rất là rất là phương kế phiên xem như minh bạch chính mình sinh tồn chi đạo càng là kiêu ngạo ương ngạnh người ta càng vui vẻ càng vui mừng đây thật sự là một cái thần giống như thế giới a được 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 đại phu tuyệt không giận lại quay đầu dặn dò đặng kiện nếu công tử có dấu hiệu phát bệnh nhất định phải kịp thời bẩm báo công tử. Lão hủ cáo từ, cáo từ. Thấy đại phu vui vẻ rời đi, phương kế phiên mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới tránh được một kiếp, phương kế phiên lại trống rỗng tịch mịch lên, chẳng lẽ mình cả đời này đều muốn giả vờ mình là một tên cặn bã đi xuống. Không được, sống như vậy cũng không thú vị, nhất định phải làm một phen sự nghiệp lớn mới được, chỉ là lúc này. Phương kế phiên đứng lên, nói. Tiểu đặng đặng tiểu đặng đặng là tên riêng của đặng kiện nhưng hiển nhiên đặng kiện không thích phương kế phiên gọi mình như vậy vẻ mặt đau khổ đáp thiếu gia có gì dặn dò phương kế phiên cười hì hì nói đi bồi bổn thiếu gia đi trong phủ một chút được rồi đặng kiện liền vội vàng nhanh như chớp đi lấy một thanh tương phi phiến còn có một cái tao bao túi thơm tranh công dường như nói thiếu gia ra cửa liền thích mang cái này phương kế phiên vẻ mặt hát tuyến thân thể này chủ nhân còn có này thú vị. Hắn cười, thuần thục để cho tiểu hương hương đem túi thơm buộc ở bên hông, trong tay thưởng thức quạt tương phi, một thu một hợp, trên quạt lại còn có thơ, phương kế phiên liếc mắt nhìn, liền thấy trên mặt quạt viết. Khuyên quân chớ tiết kim lũ y, khuyên quân tiếc lấy thời niên thiếu. Hoa nở kham chiếc trực tu chiếc, mạc đãi vô hoa không chiếc chi. Ý cảnh bài thơ này ngược lại rất tốt. Bất quá Phương Kế Phiên lại biết chủ nhân cây quạt này ác ý lý giải bài thơ này, trong lòng không khỏi mắng, phi, lưu manh thối. Trong lòng tuy là khinh bỉ, nhưng cuộc sống còn phải trôi qua. Giữ vững tinh thần, theo đặng kiện ra khỏi phòng ngủ, lúc này chân chính kiến thức Nam Hòa Bá phủ, Phương Kế Phiên không khỏi liếu lưỡi. Phủ đệ này chiếm diện tích rất lớn, ít nhất cũng có 50 mẫu, san sát nhau dãy nhà liên miên, ba vào ba ra, chính đường, tiền sảnh, hậu viện, xương phòng xài phòng ước chừng hơn mười gian phương kế phiên trong lòng rất là hài lòng theo bản năng lay động tương phi phiến duy nhất không được hoàn mỹ chính là tòa nhà này hắn không khỏi nói phòng này nên sửa tu tu phòng đặng kiện kinh ngạc kêu lên phương kế phiên vỗ đầu hắn một cái đồ vật giống như chó thiếu gia sở dĩ nhiễm bệnh nhất định là bởi vì tòa nhà này quá mức cũ kỹ sửa chữa lại Hiểu hay không? Đặng Kiện lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Thiếu gia nói rất đúng, thiếu gia nói quý phủ âm khí nặng." "Hiểu, ta hiểu, nhưng mà muốn sửa chữa tòa nhà rất tốn bạc." Phương Kế Phiên nhướng mày, nói: "Đường đường là nam cùng bá phủ, còn thiếu bạc." Câu trả lời của Đặng Kiện làm cho Phương Kế Phiên có chút bối rối. Thiếu gia bình thường là không quản sự trang viên ở ngoại ô kinh thành trong phủ mấy ngàn mẫu ruộng tốt nhưng dù sao trồng ra cũng là lương thực bá gia tuy có bổng lộc cùng ban thưởng bạc thật cũng không nhiều lắm đều là bảo tiền của đại minh chúng ta phương kế phiên đã hiểu đây chính là đại minh đặc hữu tiền giấy đáng tiếc triều đình ấn quá nhiều kỳ thật không đáng mấy tiền hắn chợt nhớ tới thời đại này kinh tế đặc thù vốn là như thế a à, thổ địa giá trị mặc dù cao nhưng các phú hộ phần lớn đều là cho thuê hộ nông dân trồng trọt thu đến đương nhiên là lương thực, mà này lương thực cũng đều là dùng kho thóc chồng chất lên, mặc dù cũng đổi tiền, bất quá năm Hòa Bá phủ dù sao như vậy đại gia nghiệp, chi tiêu cũng nhiều, tự nhiên mà vậy, cũng đừng trông cậy vào trên sổ sách có bao nhiêu tiền mặt. Tiếp tục giả ngay giả dại như vậy cũng không phải biện pháp a, à, phải độc lập tự chủ mới tốt, người chỉ có độc lập tự chủ, tỷ như có tiền, mới không đến mức bị người quản thúc, động một chút là bị bắt lấy chăm cứu. Huống chi mình thật sự muốn làm bại gia tử cả đời. Không được. Phương kế phiên cảm thấy đời trước mình tốt xấu gì cũng là học bá, ngũ hảo thanh niên, phải tự cường, phải tự lập. Nhưng không có bạc thì làm sao bây giờ? Phương kế phiên hít mắt, đột nhiên kích động. Có tiền lộ. Bây giờ là ngày 17 tháng 3 năm hoàng trị thứ 11. Nửa tháng sau, phương kế phiên mơ hồ nhớ rõ địa phương chí lý ở Thông Châu từng có ghi chép, nói là có mấy chục chiếc thuyền chở gỗ mung chìm thuyền ở bắc thông châu hơn nữa gỗ mung ở thời hoàng trị ngày càng được quý nhân tôn sùng bởi vậy giá cả gỗ mung liên tục tăng lên phương kế phiên nhớ rõ giá cả gỗ mung tăng vọt tới độ cao trước nay chưa từng có ô mộc này vốn là khó được mà bình thường thuyền vận đều là đem đại tông ô mộc cùng nhau trang thuyền cái này mấy chục thuyền một chìm liền ý nghĩa tương lai trên thị trường ô mộc sẽ xuất hiện cực độ khan hiếm ánh mắt phương kế phiên sáng lên trong đầu toát ra một ý niệm, tích trữ gỗ muôn. Cho dù là giá cả tăng gấp đôi trước đó, này cây muôn giá cả cũng là dọa người, hắn hiếp mắt nói. Trong phủ trên sổ sách còn có bao nhiêu bạc? Đặng kiện rùng mình, kinh hoảng nhìn phương kế phiên. Lẽ ra không có bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm lượng bạc mà thôi, ít. Thiếu gia, ngài. Ngài lại muốn. Vừa nghe mấy trăm lượng, phương kế phiên liền trút giận, bất quá rất nhanh, Hắn lại có một cái ý niệm trong đầu, không có bạc, nhưng là phương gia có đất A, à, nếu là. Hắn vừa chuyển ý niệm, không đúng, không đúng, bán đất. Bản thiếu gia đọc thuộc lịch sử, tư duy của cổ nhân này, có thể khác với người hiện đại. Ở cổ nhân trong mắt, bán đất, nhưng chỉ có trách nát hộ cùng bại gia tử mới có thể làm hoạt động, sẽ bị người đâm xương sống. Gì, bại gia tử? Tôi không phải là kẻ phá sản trong sách giáo khoa sao? Trong thành Bắc Kinh, còn có người phá sản hơn Phương kế phiên chúng ta. Phương kế phiên trước mắt đã là sáng ngời, phát ra trống to. Đem quản sự cùng sổ sách gọi tới. Phương gia công tử uy lực vẫn là rất cường đại, dây lát công phu, trong phủ Dương quản sự cùng Lưu sổ sách phòng liền tới, hai người thở hồng hộc, con ngươi nhỏ dọc nhìn Phương kế phiên. Phương kế phiên vẫn chân, hắn tuy là ngồi, nhưng hai người trước mắt cũng không dám so sánh với kế phiên cao, cho nên không người như vậy ngược lại có vẻ phương kế phiên vĩnh chân ngồi còn có vẻ cao hơn bọn họ một chút, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, vẫn là rất có chút cảm giác thiếu gia. Phương kế phiên nhân tiện nói. Trong phủ có bao nhiêu đất? Ngoài thành thôn trang, có 2.370 mẫu, trừ cái đó ra, còn có mấy ngọn núi, chiếm diện tích cũng mấy ngàn mẫu. Dương quản sự tự như tranh công nói, hắn nghe nói thiếu gia bị bệnh não, mấy ngày nay thiếu gia đều đang chữa bệnh, trong lòng ngược lại rất thân thiết, nghe nói hiện tại khá hơn một chút, cho nên ánh mắt nhìn chầm chầm thiếu gia, muốn nhìn xem thiếu gia đã khỏi chưa. Có thể bán bao nhiêu bạc? Câu tiếp theo của phương kế phiên, thiếu chút nữa làm dương quản sự nghẹn chết. Phản ứng đầu tiên của dương quản sự, không ngờ không phải là lo lắng, mà là hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn lưu phòng kế toán bên cạnh, ai nha, bệnh của thiếu gia. Quả nhiên là tốt rồi, phương gia may mắn. Ngươi nghĩ xem, thiếu gia lại có thể muốn lấy đất đi bán lấy tiền trong thành bắc kinh này ngoại trừ thiếu gia phương gia chúng ta còn có ai có thể tiêu sái nói ra những lời như vậy thiếu gia của chúng ta thật sự đã trở lại vừa thấy bộ dáng vui vẻ trên mặt hai người phương kế phiên cảm thấy thế giới này đã điên rồi hắn chỉ đành dùng quạt dập một cái hỏi các ngươi có thể bán bao nhiêu đều kiểm kê cho bổn thiếu gia một chút truyền ra tin tức cho nha hành bán đất có thể bán hết thảy đều bán một mẫu cũng không thể lưu lại. Hết chương này. Chương 3 Con bán ruộng nhà tâm không đau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 tại bán gia điện tâm không đau vui sướng còn chưa qua, Dương quản sự nhất thời nhớ tới chuyện thiếu gia nói bán đất, nụ cười trên mặt hắn nhất thời ngưng trệ. Đúng lúc này, có người gào khóc kêu to, bước dài nhằm phía phương kế phiên, ông lấy đùi phương kế phiên, khóc lóc nói. Thiếu gia, thiếu gia, ngài không thể bán đất a, à, thiếu gia, tại bán gia điền này. Đây là muốn trời đánh sấm sét a, à, bán, mãn kinh sư đều muốn chê cười, đều muốn đâm phương gia xương sống, bá gia nếu là biết. Hu hu. Thì ra là đặng kiện, đặng kiện nước mắt chảy ròng, chỉ một mực ông đùi phương kế phiên, cùng cùng khóc lớn. Sắc mặt Dương quản sự cũng hết sức không tốt, bán. Bán đất. Vừa rồi hắn còn nghĩ, ngoại trừ thiếu gia phương gia chúng ta sẽ cân nhắc chuyện không biết xấu hổ này còn có ai có thể hỏi chuyện bán đất trong lòng còn rất vui vẻ mặc kệ nói như thế nào bệnh của thiếu gia cuối cùng cũng khỏi nhưng hiện tại hắn đã hồi vị lại thật muốn bán a à. dương quản sự phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống nói thiếu gia đặng kiện nói rất đúng không thể bán a à, bán chúng ta nằm cùng bá phủ liền thật thành thiên đại chê cười thiếu gia nếu là thiếu bạc cùng tiểu nhân nói, lão lưu, lão lưu, hiện tại trên sổ sách còn có bao nhiêu bạc? Hốc mắt lưu sổ sách đỏ lên, nắm lấy ngực của mình, cảm thấy ngực đau đến lợi hại, cũng khóc không thành tiếng nói. Thiếu gia, tiểu thế hệ đều ở trong phủ cho tiên thái lão gia, lão gia còn có thiếu gia hiệu lực, nằm cùng bá phủ tốt xấu gì cũng là. Cũng là người trong kinh đến được, đất này không thể bán, không thể bán A, à, bán đất, nhà liền bại. Cương nhiên rất có đạo lý, cái thời đại này mọi người thường thường đem đất xem được so với trời còn trọng yếu hơn bán tổ sản cùng thổ địa chuyện chỉ có cái kia nghèo túng đệ tử cùng bại gia tử mới làm chuyện phương kế phiên hiển nhiên bị bọn họ thuyết phục các ngươi nói đều rất đúng bán đất là bại gia tử làm hoạt động nhưng các ngươi đi ra trong phủ đi láng giềng hỏi thăm một chút tại kinh sư này lớn nhất bại gia tử là ai phương kế phiên ưỡng ngực khí thế như cầu vồng giờ khắc này hắn lại có một chút kiêu ngạo nho nhỏ phá sản cũng rất tốt a à, cũng tỷ như bán đất người ta không dám bán ta liền dám bán nếu không làm sao kiếm tiền nếu không làm sao nhân cơ hội kiếm được một khoản lớn các ngươi khóc cái gì ai dám khóc liền đánh gãy chân hắn muốn cười quy củ trong phủ các ngươi không biết ta là con trai độc nhất của cha ta cha hiện tại vì triều đình mang binh tiêu diệt giặc hiện tại cái nhà này chính là do bổn thiếu gia đình đoạt Ai dám phản đối. Vừa thấy bộ dáng nhe răng trận mắt của phương kế phiên, đặng kiện, dương quản sự, lưu sổ sách đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ biết thiếu gia tính tình như thế nào, lúc trước, thiếu gia tức giận, có thể đem nhân sinh sinh đánh chết, vì thế một đám không dám cùng cùng khóc lớn, chỉ thấp giọng nức nở. Ta nói bán liền bán, hiện tại bắt đầu, có thể bán đều bán, mời nha hành người đến, đàm phán tốt, liền mời bảo người, hiện tại liền đi. Lúc này quyết không thể nhục chí, hơi có chút mềm miệng, khẳng định sẽ không trấn áp được bọn họ. Lưu sổ sách khóc sướt mướt nói. Thiếu gia, có thể hay không tiên tri hội một tiếng bá. Phương kế phiên vốn định gọi gia phụ, nhưng thân thể chấn động mạnh, không đúng, không nên gọi gia phụ, thiếu chút nữa liền lộ tẩy, hắn liền nhe răng, lộ ra bộ dáng hào hùng. Để ý lão gia hỏa kia làm cái gì, bổn thiếu gia nói bán, phải bán thiếu gia ở trong phủ nổi trận lôi đình đến nỗi toàn bộ phương gia đều run rẩy sợ hãi trung phó đặng kiện đã ngất đi lưu sổ sách bởi vì tim đập cũng bị nâng đi chữa bệnh đến sáng sớm hôm sau mặt trời lại lên cao phương kế phiên dưới sự hầu hạ của tiểu hương hương mặc quần áo đặng kiện con mắt sưng phù giống như một cái bóng đèn nghĩ đến đêm qua khi tỉnh lại lại khóc lớn một hồi phương kế phiên không để ý tới hắn lại nghĩ lát nữa đại phu có thể phải tới khám bệnh đừng lại bị châm cứu vì thế tặc hề hề nhìn tiểu hương hương nói tiểu hương hương một ngày không gặp ngươi lại trưởng thành đến đây thiếu gia tiểu hương hương liền đỏ mắt không dám nhúc nhích phương kế phiên còn chỉ vào nàng né tránh mình thì xuống dốc có thể thấy được tiểu hương hương lại đứng như cọc gỗ ngược lại không khỏi kêu khổ trong lòng kêu to ngươi trốn đi bất đắc dĩ đành phải vương bàn tay heo muối đáng giận ra nhéo tiểu hương hương một cái một cái này mềm mại làm phương kế phiên vừa xấu hổ lại không nói gì, bất quá. Lại thật lớn như vậy, trong lòng hắn rung động, cái này không sờ còn không biết, vì thế không khỏi cảm khái, gạo của phương gia, nuôi người. Tiểu hương hương vẫn đỏ mắt như cũ, đeo túi thơm lên cho phương kế phiên, thấy nàng ngẩn mặt lên, đúng là bộ dáng hai mắt đẫm lệ, phương kế phiên lại không khỏi có chút ấy nấy, trong lòng lại mắng chửi phương kế phiên thối tha, đặng kiện liền ở một bên nói. Thiếu, thiếu gia. Người nha hành tới rồi. Tới hay lắm. Phương kế phiên từ trong xấu hổ giải thoát ra, lấy quạt tương phi thắt bên hông, mở quạt. Đi, đi gặp hắn một lát. Dẫn đặng kiện tới đại sảnh, liền thấy một thương nhân bụng phệ ở đây có quắp chờ đợi, người này tự hồ tới phương gia, có vẻ thấp hơn một đoạn, thần sắc hơi có vẻ bất an, vừa thấy phương kế phiên đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiểu vương Kim Nguyên, bái kiến công tử. Phương kế phiên đại lạc lạc ngồi xuống, vẫn chân, cây quạt vừa thu, bóp một cái ngã ở trên bàn mấy cái. Không cần đa lễ, chuyện đất, người đã biết đi, muốn hay không đi xem đất. Vương Kim Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cười, tận lực khiến cho người và súc vật mình vô hại một ít, vì tiểu gia này chính là nổi danh ăn chơi trác tán A, à. nếu là không cẩn thận nói sai cái gì, ai biết được hôm nay có thể hay không đi ra ngoài, hắn tươi cười khả ái nói. Trang trại của phương gia, tiểu nhân làm sao có thể không biết, đều là ruộng tốt nhất, giá thị trường mà nói, một mẫu ít nhất cũng là 30 lượng, hơn 2.000 mẫu đất, 6-7 vạn lượng không thành vấn đề, còn nữa, năm nay vừa vặn là cảnh đẹp, bán đất ít, mua nhiều, chỉ cần công tử chịu thiệt, tiểu nhân tận tâm một ít, chung quy không tới công tử chịu thiệt. Mới 6-7 vạn. Phương kế phiên có chút tiếc nuối. Nhưng tinh tế nghĩ lại, thời đại này một lượng bạc không phải là số lượng nhỏ có thể bằng với hậu thế kém không nhiều lắm 200 khối, 6-7 vạn lượng, cái này liền tương đương với mấy trăm hơn ngàn vạn khoản tiền lớn. Nhưng Phương Kế Phiên vẫn không cam lòng. Chỉ có vậy. Vương Kim Nguyên trên mặt tuy là cười ha hả, trong lòng đối Phương Kế Phiên cũng là khinh bỉ vô cùng, nằm cùng bá thế hệ, người trong kinh đều biết, đó đều là hán tử thiết cốt bong bong, vì triều đình lập xuống vô số công lao, như thế nào đến thế hệ này, liền ra người như vậy đây. Đây nếu là con ta, thà rằng đoạn tử tuyệt tôn cũng không thể bóp chết trong lòng cảm khái một phen vương kim nguyên cười khang nói công tử giá tiền này đã không thấp phương kế phiên đành phải từ bỏ dù sao hắn cũng là bại gia tử không thể ở trước mặt người khác hiển lộ ra mình còn có khôn khéo buôn bán vì thế vung tay lên được cứ quyết định như vậy tiểu đặng đặng cho chúng ta vị này vị này vị này quản con mẹ nó ai chăm trà ha ha bản công tử thích nhất kết giao bằng hữu tới đây mời ngồi mời ngồi vương kim nguyên xấu hổ muốn chết rồi lại không dám không theo ngoan ngoãn cúi người ngồi xuống chờ đặng kiện đi châm trà thấy phương kế phiên không lên tiếng thưởng thức quạt tương phi liền cảm thấy ánh mắt mình đặt ở nơi nào cũng khó chịu ánh mắt hắn chợt lóe lại nhìn về phía một bức tranh chữ trên tường nhìn không được nói nằm cùng bá phủ quả nhiên không giống người thường bức tình xuyên tiễn khách đồ của triệu nguyên nếu người bình thường được, nhất định phải đặt đáy hầm không được, không ngờ bá phủ lại trực tiếp treo ở trong đại sảnh, khiến tiểu nhân mở rộng tầm mắt A. À. Hả? Vốn vương kim nguyên chỉ là mượn cơ hội thổi phòng một chút, người buôn bán mà, miệng cũng phải ngọt một chút, nhất là gặp phải ma đầu hỗn thế bực này. Nhưng phương kế phiên nheo mắt lại, đột nhiên ngửi được một cổ cơ hội buôn bán. Giá bao nhiêu? Cái gì giá bao nhiêu? vương kim nguyên trận mắt khá hốc mồm phương kế phiên ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm hắn nói tự nhiên là bức họa này có thể bán bao nhiêu nghĩ đến cũng có mấy trăm lượng bạc đây tuy là tác phẩm nổi tiếng của triệu nguyên nhưng dù sao triệu nguyên tác phẩm cổ không lâu so với cổ chi tiên hiền còn kém một chút phương kế phiên tinh thần chấn động vỗ bàn nói bán cái này cái này cũng bán Vương Kim Nguyên hổ thân chấn động, kinh ngạc nhìn về phía phương kế phiên. Quên kêu gọi ủng hộ. Hết chương này. Chương 4 Bại gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 5 Từ phụ nhiều con hư hỏng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Từ phụ nhiều bại nhi bên ngoài tin đồn phong ngữ, phương kế phiên là một chút cũng không so đo hắn hiện tại vội vàng tính sổ qua mấy ngày vương kim nguyên liền bắt đầu mời người tới cửa chuyển nhà cái gì dương quản sự lại là khóc lớn một hồi thiếu chút nữa không thở nổi đặng kiện còn lại là đáng thương hề hề đi theo phía sau phương kế phiên phương kế phiên đối với người vương kim nguyên chiêu dụ rất khách khí các vị đại ca chậm một chút nâng lên phải cẩn thận đây là bảo bối tổ truyền của phương gia ta tuy nói hiện tại sửa lại họ nhưng cũng là có cảm tình. Bình sứ này càng phải cẩn thận, đây là bình của Nhữ Diêu, là tặng tổ ta truyền lại, có một cái va va chạm, lương tâm ta bất an. Đến đây, tiểu đặng đặng, rót cho các vị đại ca một ngụm nước, từ xa tới là khách, không nên chậm trễ. Đặng kiện liếc mắt, trực tiếp phun ra hai chữ. Không có. Phương kế phiên hiểu được hắn đang đùa dẫn tính tình, hai ngày nay, đặng kiện đều là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, vốn định quên đi, không cùng tên này so đo, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu là quên đi, vậy thì không phải là phương kế phiên, phương gia bại gia tử làm việc có thể quên đi sao? phải cẩn thận a, à, lúc này mới vài ngày không có chăm cứu, không nên lộ ra dấu vết a. À. vì thế sắc mặt vung lên, nổi giận đùng đùng quát to. đồ giống chó, không có gì. bán hết trà cũ rồi. đặng kiện quả thật có chút sợ phương kế phiên, lại mềm nhũng. Phương kế phiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy bán tận hứng, nếu như cây mung tăng vọt, vậy chính là lợi nhuận gấp mấy lần, lợi ích hung hút dưới, vì bạc, phương kế phiên nên bán nhưng đều bán. Kỳ thật, cho dù giá gỗ mung không có tăng vọt, vậy cũng không quan trọng, gỗ mung dù sao ở thời đại này cũng là quý hiếm, cũng sẽ không thua thiệt. Sớm nói đi, lát nữa ngươi cùng lưu sổ sách đi ra ngoài, hái mua một chút gia vật trở về, bạc phải tiết kiệm chút tiêu, có bao nhiêu tiện nghi mua bấy nhiêu tiện nghi, thiếu gia phải tiết kiệm tiền, làm đại sự. Đặng kiện khóc, nước mắt lọc bột rơi xuống, lập tức quỳ gối dưới chân phương kế phiên. Thiếu gia, ngài. Ngài có thể đổi sở thích khác không, đi thanh lâu, đi sòng bạc, đi đâu cũng được, đừng làm đại sự. Phương kế phiên trong lòng cảm khái, không làm đại sự, bị người từ trên xuống dưới các ngươi dưỡng thành phế vật sao. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, lại chắp tay sau lưng, lớn loa huyết sáo. Lại dông dài, đánh gãy chân ngươi. Hơn 10 vạn lượng bạc, hết thảy mua gỗ mung, cho đến gỗ mung trên thị trường này, đúng là mua hết sạch, đây cũng là đại sự chấn động kinh sư. Cũng may mọi người đối với hành vi phá sản của phương gia đã sớm tập mãi thành thói quen, ngoại trừ châm biếm dẫn thành đề tài câu chuyện ra, liền cũng rất nhanh đem hành vi hoang đường bực này vứt ra sau đầu. Phương kế phiên lăng qua lăng lại đến phương gia gà bay chó sủa, ước chừng trôi qua một tháng, lúc này ngày hè nắng chói chang thời tiết khô nóng hẳn lên quạt tương phi rốt cục có tác dụng không cần trong trời lạnh quạt gió lạnh làm bộ mình rất phiêu giật rất tiêu sái kỳ thực loại hành vi này ở trong mắt phương kế phiên chỉ là đùa giỡn cũng không có biện pháp hắn là phương kế phiên sáng sớm hôm đó tiểu hương hương vội và đi vào đặng kiện thì hô to thiếu gia, thiếu da mau dậy mau dậy phương kế phiên hơi hơi nâng mắt vừa nhìn bên ngoài sắc trời còn hôn ám, nhất thời căm tức. Như vậy một đại sáng sớm, ngươi là có ý tứ gì, uống nhầm thuốc, có như vậy đại sáng sớm gọi người dậy sao? Đặng kiện lại gấp đến độ dậm chân. Bá gia. Bá gia. Khải hoàng mà về, thân binh vừa rồi theo bá gia xuất chinh nhanh chóng báo tin, nói là bá gia đã vào thành, đảo mắt sắp về đến nhà, hắn vốn nên vào cung yết kiến, nhưng trong lòng nhớ nhung thiếu gia, về nhà trước xem thiếu gia, mau dậy. Phụ thân. Đã trở về. Phương kế phiên rùng mình một cái. Không phải nói không trở về nhanh như vậy sao? Chuyến này là trấn áp phản loạn thổ ti vân nam, nơi đó chướng khí nhiều, mang binh lại xảo trá, không chịu dễ dàng quyết chiến với triều đình, lẽ ra thế nào cũng phải kéo dài tới cuối năm, nhưng lúc này mới vào hè. Phương kế phiên mơ hồ có một loại cảm giác muốn kết thúc. Hắn lại giả bộ không vội bộ dáng, bình tĩnh nói a à, cởi áo phải nên đón cha ta cha ta vừa nói ra hai chữ liền thấy đặng kiện mãnh liệt cảnh giác nhìn về phía hắn trong lòng phương kế phiên lập bột, chuyện gì xảy ra lại xảy ra sai lầm gì đặng kiện hiếp mắt dường như cảm thấy bệnh của phương kế phiên lại tái phát nhìn không được nói thầm thiếu gia chưa bao giờ gọi bá gia làm cha súc sinh a à. phương kế phiên trong lòng chữ ầm lên người này còn là người sao, heo chó không bằng a à, ngay cả cha cũng không nhận thiếu gia còn chưa nói xong ngươi cũng dám cắt ngang hừ bổn thiếu gia nói đúng bổn thiếu gia phải đi nghênh đón lão già cha ta rồi đặng kiện nhất thời vui vẻ ra mặt như là thở phào nhẹ nhõm cái này đúng rồi vừa rồi hù chết tiểu nhân thật đúng là sợ bệnh của thiếu gia không được sạch sẽ dương quản sự đều đã viết thư báo tin vui cho bá gia nếu bá gia trở về biết bệnh của thiếu gia không khỏi hẳn nhất định phải trách phạt tiểu nhân hiện tại nhìn thấy thiếu gia hoàn hảo như lúc ban đầu trong lòng tiểu nhân nói tới đây hắn lại nghẹn ngào vui mừng mà khóc phương kế phiên lại là tâm loạn như ma mặc cho tiểu hương hương hầu hạ chính mình mặc quần áo đợi hết thảy mặt xong đã thấy tiểu hương hương cúi thấp đầu xinh đẹp đỏ mặt nhìn mũi giày theo của mình phương kế phiên bừng tỉnh đại ngộ thiếu chút nữa đã quên liền lộ ra bộ dáng hề hề tiểu hương hương ngươi lại trưởng thành bên ngoài liền nghe được tiếng pháo, vì thế Phương kế phiên giống như chạy trốn lao ra khỏi phòng, tới cửa giữa Phương gia, liền thấy một nam tử anh võ ăn mặc võ quan vừa mới xuống ngựa, dương quản sự dẫn mười mấy hạ nhân xếp thành một hàng. Võ quan lưng hùng vai gấu, có vẻ rất dũng mãnh hắn mặt vuông miệng vuông, ngược lại đối chiếu với tiểu sinh tuấn tú như Phương kế phiên, có chút rõ ràng. Mình không phải là lão vương sinh ra bên cạnh chứ. Trong lòng phương kế phiên âm thầm le lưỡi phương phụ tên là phương long cảnh vẻ mặt nghiêm nghị sát khí nhìn quanh trái phải sát khí mười phần nhưng vừa nhìn thấy phương kế phiên ánh mắt sắc bén kia trong nháy mắt hòa tan ba bước hai bước tiến lên một tay đỡ lấy phương kế phiên nhân tiện nói kế phiên ngươi bị bệnh não vi phụ ở nam cương lòng nóng như lửa đốt chỉ là chiến sự không thoát thân được vạn bất đắc dĩ đơn giản tham công liều lĩnh cuối cùng ông trời phù hộ sớm bình ổn mang nhân Lúc này mới vội vàng trở về, nửa đường lại biết được bệnh của ngươi đã khỏi, thật sự là tổ tông bảo hộ A. À? Nguyên lai là bởi vì mình bệnh, cho nên phụ thân mới mạo hiểm dụng binh cấp bách, khó trách trở về sớm như vậy. Phương kế phiên lập tức cảm nhận được một cổ nồng đậm tình thương của phụ thân, tầm của hắn cũng hòa tan, dương mắt nhìn người xa lạ này, nhưng rất có xúc động nói. Cha! Chữ cha vừa ra khỏi miệng, liền thấy trên mặt phương long cảnh xẹt qua một tia hồ nghi. Dương quản sự, đại phu, còn có Phương đại phu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai? Phương kế phiên đành phải hạ quyết tâm, tiếp theo cười to nói, "Lão già này cuối cùng cũng trở lại." Phương Cảnh Long lúc này mới cười to, lòng nghi ngờ đã hết, con trai của lão Phương ta đâu có bệnh não, đây không phải rất bình thường sao? Giống như trước kia." Hắn vỗ vai Phương kế phiên nói, "Hảo nhi tử, đi, chúng ta vào trong nói." Ngươi đã khỏi bệnh, không làm chuyện gì xấu chứ. Nghe khẩu khí trêu chọc lại thoải mái của hắn, phản phất cho dù là làm chuyện xấu, cũng không có gì ghê gớm. Quả nhiên biết con không ai bằng cha. Khó trách lại có phương kế phiên phá gia tử này, cưng chiều như vậy, dạng nhi tử gì cũng phải dưỡng tàn không thể a. À. Phương kế phiên trong lòng thở dài, cái nên tới sẽ tới. Nhi tử có thể làm chuyện xấu gì? Chỉ là bán một chút điền sản mà thôi. Phương Cảnh Long như trước cười to nói. Bán đất mà thôi, ha ha, bán mấy chục mẫu không tính là gì, tùy tiện bán, không có bạc liền cùng cha nói, về sau nào. Phương Cảnh Long nói tới đây, đột nhiên cảm thấy một bên dương quản sự một bộ đã chết mẹ dáng, trong lòng chợt lập bập một chút. Bán chính là mấy chục mẫu tới. Mấy ngàn mẫu. Phương kế phiên nói. Chính xác mà nói là hơn hai ngàn mẫu. Hai. 2000 Hơn mẫu Hết chương này Chương 6 Liệt tổ liệt tông ở trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 7 Tấu lên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 8 Ca muốn nhất phi trùng thiên bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 Trói gô Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 trói buộc phương kế phiên trong lòng hưng phấn cực kỳ, đã thấy đặng kiện còn ở, liền cười cười, khôi phục phá gia tử bản sắc. Bệ hạ hồng ân mênh mông, chỉ bất quá. Chỉ bất quá. Tiểu hoạn quan dùng lời lẽ chính trực, đối phương kế phiên một chút sắc mặt tốt cũng không có. Hắc hắc, ta tự nhiên biết, công tử phương gia, là tuyệt không chịu đi, ta cũng nghe nói, năm kia, phụ thân ngươi nam hòa bá muốn người khiên ngươi đi, ngươi cũng sống chết không chịu. Nhưng ta nói xấu ở phía trước, ta phụng chỉ đến đây, cho dù là trói, cũng phải trói ngươi lại. Hắn ánh mắt như rắn độc bình thường nhìn chầm chầm phương kế phiên, tự hồ không giải hận, đệ thấp thanh âm, tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn các ngươi phương gia chính là bá tước nhưng ở trong mắt ta lại tính là cái gì đâu rồi ngươi cho rằng cha ngươi dựa vào đau thương được bệ hạ thưởng thức liền có thể không lo nói thật với ngươi bệ hạ thấy thế nào các ngươi một đôi phụ tử này còn phải dựa vào người bên cạnh ở trong cung này ai dựa vào bệ hạ gần nhất đâu này phương kế phiên biết tiểu hoạn quan này là một khi đắc chí đang muốn khoe khoang quyền uy của mình uy hiếp chính mình liền thở dài không đi thì phải trói người còn nói đạo lý hay không? Vậy ngươi liền thử xem, tiểu hoàng quan hiếp mắt, hung tận trừng mắt phương kế phiên, một bộ chúng ta cái này thù, xem như kết xuống, về sau đi tới nhìn dáng vẻ. Ngươi họ phương, cũng xứng cùng ta giảng đạo lý. Phương kế phiên lại là nở nụ cười, trong mắt thật nhanh hiện lên một vòng hào quang tiếp theo từ từ đi tới cái kia liễu một trước bàn, trên bàn này là mấy cái chén trà cùng ấm trà, hắn lấy một bộ không chén trà ở trong tay thưởng thức, tiểu hoạn quan mất kiên nhẫn. Phương công tử, ngươi còn lề mề tới khi nào? Phương kế phiên lại hướng hắn cười quỷ dị, bại gia tử này, lại đột nhiên cho tiểu hoạn quan một loại bộ dáng công tử nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc, tiểu hoạn quan cho rằng đây là ảo giác, hoảng hốt một chút, quả nhiên, bộ dáng ôn văn vừa rồi không thấy bóng dáng tâm hơi, thay vào đó là vẻ mặt ác ý, hắn thấy trong mắt phương kế phiên bắn ra một tia hàng mang, ngay sau đó, chén trà trong tay từ trong tay thoát ra, bay thẳng đến trán tiểu hoàng quan ba chén trà bị phương kế phiên liều mạng đập một cái ở giữa trán tiểu hoàng quan tiểu hoàng quan quát to một tiếng trên trán lập tức chảy ra máu đỏ sẫm đầu óc tiểu hoàng quan ong ong rung động cả người ngây dại điên rồi điên rồi a à. tiểu hoàng quan lập tức nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng trích gao họ phương ngươi dám đánh đánh khâm sứ ngươi thật to gan ngươi muốn làm gì hắn ông tráng gào khóc kêu to phương kế phiên lại hướng hắn cười một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng lấy ra tương phi phiến từ từ quạt gió sau đó gằn từng chữ nói ta phương kế phiên cũng không tin ngươi có loại dám trói ta tiểu hoạn quan hoàn toàn bối rối khiêu khích đây là khiêu khích trắng trợn trên trán đã là nổi lên bọt máu tiểu hoạn quan đau đến sắc mặt vặn vẹo hơn nữa quan trọng nhất là phương kế phiên lại dám nói mình không có loại lần trước mắng mình không có trứng lần này hắn lớn tiếng rít gào ta không dám trói ngươi ngươi nói ta không dám trói ngươi nếu ta không dám trói ngươi họ này liền viết ngược lại hắn sờ trán đau đến nhe răng người này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn đến nỗi chén trà vỡ vụn có mảnh sứ khảm vào trên trán da thịt hắn sờ trán tay ướt sũng tất cả đều là máu hắn phát ra gào thét người đâu người đâu đem hắn trói lại trói lại bên ngoài có tiểu hoạn quan mang đến cùng nhau công tác thân quân vừa thấy trận chiến này cũng không dám chần chờ bước dài xông vào không nói hai lời lấy dây thừng đem phương kế phiên chế trụ tiểu hoạn quan còn không giải hận trong lòng hắn rõ ràng lần này làm công xảy ra chuyện như vậy đương nhiên có thể hồi cung đi cáo trạng nhưng đối với bệ hạ mà nói phương kế phiên cố nhiên có tội chính mình đâu chính mình chút chuyện nhỏ này đều làm không được, hơn phân nửa tương lai tiền đồ của mình cũng không có. Cho nên không thể hồi cung cáo trạng, đành phải trói người, phương kế phiên ngươi không phải nói ta không có gan sao, ta có gan cho ngươi xem. Hắn lấy dây thừng, thừa dịp hai thân quân đem phương kế phiên chế phục công phu, đem phương kế phiên trói lại, mới cảm thấy giải hận không ít. Phương kế phiên ngược lại thành thật, mặc cho hắn trói lại, chờ tiểu hoạn quan này trói phương kế phiên lại, phương kế phiên nhìn không được trận trắng mắt, thái giám quả nhiên chính là thái giám A, buộc dây thừng, em gái ngươi còn thắt nơ bướng. Tiểu hoạn quan như thở ra một hơi, sai người áp giải phương kế phiên đến phủ đô đốc thân quân. Cái này cái gọi là thân quân đô đốc phủ, khác với ngũ quân đô đốc phủ, được xưng quản chế thân quân 26 vệ, là cấm quân trong cấm quân, bất quá đô đốc phủ chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ là một cái giá hoa mỹ, chức trách chủ yếu chỉ là phụ trách phối hợp 26 vệ mà thôi, đương nhiên cũng phụ trách giáo duyệt hôm nay có không ít đệ tử công huân đều tới những thiếu niên này mỗi người tinh thần sáng láng đều là nóng lòng muốn thử dáng vẻ bọn họ đều là con cháu quý tộc đại minh triều thuở nhỏ liền cẩm yên ngọc thực bất quá lão tử anh hùng nhi hảo hán ai cũng hy vọng mình không chỉ kế tục tước vị bậc cha chú có thể được trong cung ưu ái vào cung sai khiến quan chủ khảo hoàng trị thiên tử bổ nhiệm chính là anh quốc công trương mậu vị quốc công lớn tuổi này nhìn thiếu niên tuấn kiệt cả sảnh đường, cũng luôn an ủi, có không ít người quen biết, trương mậu gửi gắm kỳ vọng vào bọn họ. Con cháu giáo duyệt, chừng hơn 500 người, chia làm 6 trường thi, hắn từng người một kiểm duyệt qua, đợi đến trường thi cuối cùng, hắn mặt mãn bào dừng chân, có vẻ đặc biệt tinh thần sản khoái, liền hướng chư thí sinh nói. Các ngươi đều huân quý, được ân huệ của tổ tông, hôm nay giáo duyệt, chia làm ba bảy loại, chính là vì chọn lựa anh tài, xuất chúng giả liền giống như các phụ tổ các ngươi từ trên chinh phạt nhập thị bày mưu nghĩ kế rất tốt lấy ra bản lĩnh của các ngươi vì phụ tổ các ngươi tranh khẩu khí được một cái đai lưng vàng mọi người nhao nhao nói vâng trương mậu dứt lời liền cười to đai lưng vàng này có điển cố quy củ giáo duyệt là bắt đầu từ thái tổ cao hoàng đế mới đầu gọi là duyệt kỳ lúc trước anh quốc công trương mậu chính là lúc thiếu niên thành hóa hoàng đế duyệt kỳ ở tây uyển trương mậu liên tục bắn ba mũi tên vì thế ban thưởng đai vàng đai lưng vàng này bây giờ vẫn còn đeo trên lưng trương mậu tuy rằng hắn có vị cực nhân thần vừa kế tục quốc công lại bái làm thái sư muốn thắt đai lưng gì cũng không tính là toản việc nhưng trong lòng hắn đai lưng vàng này mới là tượng trưng cho vinh dự đám đệ tử công huân tham lam nhìn đai lưng trương mậu đeo ai nấy xoa tay nóng lòng muốn thử đang nói bên ngoài lại truyền đến tiếng huyên náo Trương Mậu khẽ nhíu mày, mấy võ quan thân quân trái phải cũng vô cùng kinh ngạc, có người thấy Trương Mậu mặt hiện vẻ không vui, vội vàng nói. Cúi xuống xem. Trương Mậu lạnh mặt. Mặc kệ người nào ồn ào, hôm nay giáo duyệt, chuyện lớn, mang người đến. Mọi người thấy anh quốc công nổi giận, mỗi người nâm nớp lo sợ, không bao lâu sau, liền thấy có người bị trói gô bị hai thân quân áp đến. Trương Mậu thấy người bị trói quen mặt, còn chưa hỏi, tiểu hoạn quan kia liền tiến lên cung kính kính nói công gia nô tỳ phụng mệnh bệ hạ áp giải phương kế phiên con trai của nam hòa bá đến giáo duyệt nô tỳ phụng chỉ làm việc kính xin công gia chớ trách phương kế phiên phương kế phiên cảm thấy bầu không khí trong phòng thi lập tức thay đổi các đệ tử công huân bên cạnh ngay từ đầu còn tò mò di chuyển về phía này muốn xem náo nhiệt vừa nghe ba chữ phương kế phiên này nhất thời mỗi người giống như tránh ôn thần lui về phía sau. Tiếp theo, có người cười vang. Hết chương này. Chương 10 Xét duyệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.